người ta đến trước. Mẹ cứ làm gì thì làm như con hát sẽ được.
cẩn thận nhá.
con về nhà lấy bùi nhé. Lấy bùi của con nữa à? Ăn cây bé thật. Cho con ăn nhé. Cái này nàng lắm, con gùi được đi ống. Ăn đi. Này con bán mỗi đoàn 2.000 nhá. 2 đoàn thì 5.000. Má la lại chặt một cây cho nó đầy nhỉ. Có vui được không? Không vui được thì vui bằng này thôi nhá. Cái tàu này dài lắm con. Lại ăn không? Ăn. Lại ăn á? À lối ăn tàu to này á? Ăn đi. Đẹp lắm à. Thế mọi khi bố không cho con chặt ăn á. Bố bà đi bán á. Xem thì phải ăn chứ. Nãy con đi bán á. Con đi bán bây giờ á. Chờ đã. Ăn hết hẳn đi, chưa ăn mía hết đã đi rồi á. Chưa ăn rồi đi à. Đi cẩn thận nhá. Ừ. Nhớ về sớm nhá. Ừ. Mẹ đi về sớm nhá. Mẹ ăn đi chưa ăn với con nhá.
làm thêm bao nhiêu? Trồng ra mà cây to thế nhỉ, mình trồng cho thế nên trồng ở nhà. Không thể lại bán mía. Bà kia về mua mía, cô lấy bạc đã to này chưa? Ba lấy hết. Trồng ai mình nhỉ? À, có tiền lẻ đây, 6.000 rồi. To hơn người ta đến trước. Ta đi nha. Đây, cho thêm 1.000 này. Đoạn to.
Không biết đâu.